Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi thêm một cái góc lát nữa nha. Ui, lâu lắm rồi mình không có chạy xe đạp. Bây giờ đi thử siết ảo thuật mọi người đó. Chạy gọi là vượt chướng ngại vật. Ghê không? Nice. Rồi, thì bây giờ thẳng tiến đi tiến hành đi đến cái góc lát đó luôn nha mọi người. Ok la luôn. Và bây giờ mình sẽ đi tới cái gọi là cái hotel đó, vô khách sạn nha. Trời ơi, kể từ cái ngày mà cái khách sạn mở tới giờ là mình mới vô lần đầu tiên luôn mọi người. Mình mới vô lần đầu tiên luôn nha mát ơi, chắc có mỗi mình lần đầu vô á. Thiệt luôn á, từ tới cổ dữ lắm luôn á. Rồi và bây giờ chúng ta đã có mặt tại hotel rồi. Khi muốn đi nghỉ dưỡng, trời ơi khách sạn này chắc khách sạn 5 sao á. Quá là đẹp luôn, trang trí nội thất rất là sang trọng ha. Và tiếp đến thì các bạn sẽ đi theo mình vào thang máy. Cái góc lát này thì phải cần có hai người nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào, một người thì sẽ vào thang máy và bấm lên tầng 2. Người còn lại sẽ follow theo. Giống như vậy là không được nè mọi người, giống như vậy là bị lỗi nha. Tại vì bạn mình follow theo thì khá là lâu. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người xem. Bây giờ là mình sẽ vào lại thang máy và xuống dưới tầng 1 nha mọi người. Các bạn để ý cách mình làm đó là được hả? Bây giờ mình sẽ xuống dưới tầng 1. Tiếp theo mình sẽ nhờ bạn mình follow. Bây giờ thì mình sẽ bấm lên tầng 2 nè. Đấy, mình vào mình bấm lên tầng 2. Và các bạn đứng ngoài phải follow nhanh thì nhanh. Đấy, các bạn thấy không? Đã follow rồi. Và hiện tại thì bạn mình đã rơi vào góc lát rồi nha mọi người. Follow mình ngay lúc mình thang máy đi lên á là sẽ rơi vào góc lát. Đó, bây giờ là mình sẽ follow ngược lại bạn đó nè. Đâu rồi, nghèo ghê ta ơi. Trời ơi, cái tên thấy không có hề nghèo một xíu nào luôn á. Các bạn thấy không? Khi mà mình follow theo thì mình đã rơi vào góc lát rồi. Và nếu mà các bạn để ý á, thì thường những cái góc lát trong cái khu trung tâm này toàn là lên nóc nhà không nha mọi người, lên nóc nhà bắt con gà đó. Và bây giờ mình sẽ tham quan một vòng. Ôi, trời ơi, mình đi tới đây là bị rớt rồi. Từ từ lại nha. Ôi, rớt. Nhìn cái khách sạn to vậy nhưng mà cái mô hình rất là nhỏ lắm nha mọi người. Và khi mà các bạn vào đây thì gọi là sao ta? Rình đấy. Thường là mình vào đây mình sẽ ăn cơm chó đúng không? Nhưng mà vào đây thì sẽ xem phim nha mọi người. Đứng ở đây là xem phim. Thấy hết trơn luôn. Xem phim tình cảm nha. Trời ơi, sến. Không cho ở chung kìa. Trời ơi, cuộc tình tay ba này chắc có sức mất gì đây. Bà kia bánh nằm mà sủi lơ kìa. Tôi lật quang giữa đám đông luôn. Rồi mình sẽ đi tham quan một vòng xem có cặp đôi nào lén lút trong đây không nha mọi người. Trời ơi, các bạn ấy đang tắm rửa sạch sẽ ở đây nha mọi người. Trời ơi, nằm kìa, là sướng chưa. Còn ở đây thì có vài bạn đang tâm sự ngồi uống trà đồ. Ui wow, hai bạn đang tỏ tình. Trời ơi, trời ơi, chị em phụ nữ đang nằm mà ông kia vô lớp 3, lớp 4 gì đây. Lớp 2, sao, chịu không? Giới trẻ bây giờ thiệt, con nít con nồi chưa gì là đã tỏ tình rồi. Bạo quá mọi người, đúng là tụi trẻ tài cao, 10 điểm. Ok, và khi mà vào đây rồi thì các bạn muốn đi ra, các bạn chỉ còn nhảy xuống những cái mực này thôi là có thể đi ra rồi. Đấy, mình nhảy xuống nè. Xong rồi các bạn đợi một hồi thì mình sẽ nhô lên lại nha mọi người. Đấy, nhô lên lại liền. Và thế là chúng ta đã có thêm một cái góc lát mới nữa. Mình chúc các bạn làm thành công nha. Và nếu mà chơi chúng tìm thì mình cũng có thể áp dụng cái góc này. Trời thì cũng đã tối rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ tranh thủ đi bắt bọ nha. Canh thời điểm bắt bọ mọi người. Trời tối rồi mà ở trong khu trung tâm này lại có một cái địa điểm mà các bạn bu lại rất là đông luôn. Bây giờ mình sẽ tới cái địa điểm đó để tìm con bọ nha mọi người. Rồi đi theo mình. Ui qua wow, các bạn thấy gì chưa? Nhìn từ xa đã thấy rất là đông rồi, mọi người bu ra đây. Trời ơi, ui mình nhìn xa thấy hình như là phải con bọ không ta? Trời ơi. Để mình chỉnh cho mặt ốm một xíu cho dễ bắt nha mọi người. Ố là la, nhưng mà không hiểu sao ở cái vị trí này mình toàn nhìn thấy con bọ kiềm đen không nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bắt nha, nhưng mà có một cái bạn nào đó đứng che rất là khó luôn, nhưng mà mình sẽ canh hai con bọ đứng cùng một lúc luôn. Có khi nào mình quên một lần trúng hai con không? Ui, rung nha. Trời, mọi người đứng chen đông á, mình không thấy luôn, không thấy đường chơi luôn chứ.
hên xui nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành. Rồi 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 mình sẽ canh. Đó dính. Trời ơi một con bọ kẹp kìm đao. Hên quá hên đó mọi người. Bấm sẵn luôn đó. Nhưng mà vẫn canh được nha. Còn con nữa nó bay, nó bay mọi người. Đây nó đang bay. Dừng lại dừng. Trời nó bay điêu luyện ghê không. Nó bay tứ lung tung luôn. Mình phải đứng yên nha các bạn. Không là nó có dấu chấm y trên đầu là bay mất tiêu luôn đó. Đó nhạy cảm không. Mình vừa nhúc nhích thôi là nó bay rồi. À à đi đâu đi đâu đi đâu. Quan sát từng nhất cử nhất động của con bọ. À bọ đậu trên hàng rào. Đó giờ là thấy bọ đậu trên cây không đó. Bây giờ mỗi lần con bọ bay là nó đậu tứ lung tung á mọi người. Mình sẽ đi chậm chậm nhất có thể để mà bắt con bọ này. Con bọ này thì cũng khá là dễ bắt mọi người. Đó chậm chậm thôi. Dính chuẩn nè. Dùm ánh 99 tiền sao. Các bạn nào mà muốn bắt bọ kìm đao á thì các bạn đứng ở đây vào bữa tối thì sẽ hay có nha mọi người. Có lần mình chơi có nguyên cả vàng cây này có hết luôn á. Nên là bạn nào muốn bắt thì cứ lại đây. Và video của mình tới đây thôi. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Và đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nữa để ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.